gần đây chúng tôi mới nhận câu hỏi về kết hợp xạ đen với loại dược liệu khác có được không hôm nay chúng tôi xin trả lời câu hỏi của một số khách hàng kết hợp xạ đen với cỏ ngọt có được không để không mất thời gian chúng ta cùng đi tìm hiểu ngay sau đây nhé giới thiệu cây cỏ ngọt cỏ ngọt là một loại thuốc thiên nhiên có độ đường tự nhiên khá cao cỏ ngọt thường đi kèm với các bài thuốc khác có vị đắng để người dùng dễ sử dụng hơn mà không làm giảm đi tính dược liệu của thuốc được phát hiện vào năm 1908, cỏ ngọt loại cây thuộc họ Cúc thân thảo. Cao từ 50 đến 80 cm, thân cây có nhiều lông mịn, phần lá có các răng cưa, được phủ một lớp lông mịn. Hoa mọc ở đầu ngọn, lá có vị ngọt đậm, thường được kết hợp với các thảo dược các loại lá làm trà uống và làm thuốc. Tác dụng của cỏ ngọt theo y học cổ truyền, cỏ ngọt với vị ngọt thanh tự nhiên và không mang năng lượng nên được sử dụng như một loại trà có tác dụng điều vị lợi tiểu, giúp hỗ trợ điều trị các bệnh như giúp ổn định đường huyết, hỗ trợ điều trị bệnh tiểu đường. Giúp ổn định huyết áp, hỗ trợ điều trị bệnh cao huyết áp, chống béo phì và giảm cân. Làm giảm đau, giúp tiêu hóa tốt và phòng chống rối loạn dạ dày, ngăn ngừa chảy máu chân răng ở những người mắc bệnh viêm lợi. Ngăn ngừa mụn trứng cá, làm giảm nếp nhăn, giảm tiết bã nhờn trên da, giúp cho làn da tươi sáng hơn. Chăm sóc tóc bóng mượt và chắc khỏe, làm các loại bánh với cỏ ngọt, giới thiệu cây xạ đen cây xạ đen có tên gọi khác, cây ung thư, cây quả nâu, bách giải, dây gối, bạch vạn hoa, đông chiều. Đặc điểm thực vật cây dây leo thân gỗ nhỏ, thường mọc thành từng bụi rậm, chiều dài của cây trung bình từ 3 đến 10 mét. Khi cây còn non thì cành cây không có lông và màu xanh hơi nhạt, khi cây trưởng thành thì dần chuyển sang màu nâu. Xanh thẫm và có rất nhiều lông, lá cây xạ đen có đầu nhọn, phiến lá có hình bầu dục xoay ngược thường mọc so le, mép lá không có răng cưa, có 7 cặp gân phủ, mặt của lá không có lông, cuống lá khá ngắn khoảng 5 đến 7 mm. Hoa thường mọc thành từng chùm ở đầu cành, chiều dài trung bình khoảng 5 đến 10 cm, cánh hoa có màu trắng. Cuống hoa khá ngắn khoảng từ 2 đến 4 mm, hoa thường ra vào cuối xuân đầu mùa hè, quả có dạng hình trứng. Nhỏ, dài khoảng 1cm, thường mọc thành từng chùm với cuống dài, khi khô quả sẽ nở ra làm ba mảnh và hạt bên trong có màu hồng thường kết quả vào khoảng tháng 8 năm 12, xạ đen có hai loại, cây xạ đen, lá dày có sắc tím và màu xanh đậm. Thân cây sẫm màu, cây xạ vàng, lá mỏng, không có sắc tím, màu xanh và không có răng cưa, cây xạ đen là một trong những vị thuốc đứng trong top đầu về những cây dược liệu chứa hàm lượng kháng ung thư cao nhất thế giới. Với những công dụng chữa bệnh tuyệt vời cây xạ đen được nhiều người tin tưởng và sử dụng. Tác dụng của cây xạ đen, điều trị sơ gan, viêm gan, cây xạ đen chữa ung thư phổi, ung thư máu ung thư dạ dày hỗ trợ điều trị gan nhiễm mỡ giúp ổn định huyết áp giải tỏa căng thẳng thần kinh nhiều người vẫn băn khoăn không biết có thể dùng chung cây xạ đen với có ngọt được không vì nước xạ đen vẫn hơi khó uống nhất là đối với trẻ em liệu kết hợp xạ đen với có ngọt có bị tác dụng phụ gì không có giảm tác dụng của thuốc không chúng tôi xin trả lời là chúng ta có thể kết hợp xạ đen với cỏ ngọt để giúp bạn dễ uống hơn Tính được liệu của thuốc cũng không thay đổi, dưới đây là chi tiết hướng dẫn các bước dùng như sau. Bước 1, bạn chuẩn bị 70g xạ đen cả thân và lá đã sao vàng hạ thổ, 30g cây cỏ ngọt khô. Bước 2, đem cả hai dược liệu trên rửa sạch bằng nước sạch. Bước 3, mang cả hai loại dược liệu trao vào ấm đun với một 5 lít nước. Bước 4, bạn đun sôi 10 phút thì bắc ra nhé. Bước 5, bạn để để nguội và thưởng thức. Mùa hè bạn có thể bỏ vào ngăn mát để uống nó sẽ rất tuyệt vời, một số lưu ý khi kết hợp xả đen với cỏ ngọt. Bạn nên dùng hết trong ngày, để đến hôm sau bị thiêu không nên dùng gây ảnh hưởng đến sức khỏe. Không dùng phụ nữ có thai, cho con bú, dùng thuốc xả đen nên kiêng bia rượu, thuốc lá, người bị suy thận không nên dùng. Những người đang uống thuốc Tây, xạ chỉ cần hỏi ý kiến các chuyên gia.